hợp khá tốt của cầu thủ Đông Á Thanh Hóa vẫn còn. Đứng thoát xuống của Trịnh Đình Hùng. Thời tiết nóng nực cũng sẽ là một bài test về mặt thể lực cho các cầu thủ ở trận đấu ngày hôm nay. Rất nguy hiểm. Coi không vào. Bóng chưa đi qua vạch vôi. Một cơ hội 10-10 mà câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa vừa tạo ra với khung thành của Vũ Tuyên Quang. Một hậu vệ của câu lạc bộ Top Plan Bình Định đã cứu nguy ngay trên vạch vôi khung thành. Đó là cơ hội rõ rệt đầu tiên của trận đấu này. Quả đá phạt góc được thực hiện bởi Quốc Phương. Đáng tiếc cho các cầu thủ của huấn luyện viên Luka Petrovic. Không có nhiều đồng đội ở xung quanh. Và đồng vào của Di Mario đánh đầu. Đáng tiếc cho các cầu thủ Top Lane Bình Định với cơ hội vừa rồi thuộc về Hoàng Sơn. Đó là pha bóng mà hậu vệ của Đông Á Thanh Hóa đã có phán đoán điểm rơi thiếu chính xác. Mặc dù vậy thì đó là một tình huống dứt điểm không tốt của Hoàng Sơn. Ramos vẫn đang là cầu thủ áo vàng. Pinto qua người Paulo Pinto chân trái. Đó là tình huống dứt điểm của Quốc Phương. Bóng vừa rồi là một cơ hội nguy hiểm dành cho Thanh Hóa. Những gì khó nhất thì Paulo Pinto đã làm và tạo ra cho Quốc Phương cơ hội này. Hướng đi bóng sộc thẳng vào khu trung lộ và cố gắng đưa trái bóng tới khoảng trống dành cho Quốc Phương. Đáng tiếc là trái bóng lại đi chệch cột dọc. Di Mario không được. Cho tới thời điểm này thì Hoàng Sơn đã có hai cơ hội về khung thành của cầu thủ Đông Á Thanh Hóa nhưng đều không thành công. Lần này là cú đá được thiện ở ngoài vạch 16m50. Hứa hẹn sẽ có những đường đánh biên tốt hơn. Và trái bóng thẳng về khung thành đối phương của Đàm Tiến Dũng. Di Mario, Henrio, không vào. Đó là tiếng dứt điểm thứ 3 của đội chủ nhà kể từ đầu trận. Đình Kha, thêm một quả tạt nữa, đánh đầu. Những phút giây mà người hâm mộ sân Quy Nhơn đang cảm thấy hứng khởi với hàng loạt những tiếng tấn công liên tiếp của đội chủ nhà. Đây là đường truyền của Di Mario dành cho Henrio. Vòng đấu trước thì Đình Kha ra sân ngay từ đầu. Đường truyền khá hay của Trịnh Đình Hùng. Đánh đâu? Không vào. Chưa đủ lực để có thể đánh bại được Vũ Tuyên Quang. Hàng loạt những sơ suất của hàng phòng ngự Top Lane Bình Định. Và phối hợp giữa Trịnh Đình Hùng. Quả tạt được hiện bởi Xuân Hùng và Ramos là người đã dứt điểm. Một mình Ramos trong một hệ thống phòng ngự bốn cầu thủ áo trắng. Có lẽ là Ramos đã bị căng cơ sau nỗ lực vừa rồi. Quốc Vương và Paulo Pinto. Quốc Phương! Bàn thắng dành cho Đông Á Thanh Hóa và đội khách vươn lên dẫn 1-0. Một pha đá phạt quá đẹp mắt của Quốc Phương. Đó là bàn thắng thứ 16 của Đông Á Thanh Hóa mùa này. Họ nằm vào trong top các đội bóng có hàng tấn công tốt nhất. Niềm vui của suýt các cổ động viên Thanh Hóa đang có mặt trên sân vận động Quy Nhơn. Và lần thứ hai liên tiếp trên sân nhà đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng bị đối phương vươn lên dẫn trước. Vẫn là một quả đá phạt. Vòng đấu thứ 9 là quả đá phạt của Hoàng Đức, câu lạc bộ Viettel. Và vòng đấu này là quả đá phạt trực tiếp của Quốc Phương.
Môn Vũ Tuyên Quang đã làm tất cả nhưng không thể ngăn chặn được bàn thắng vô cùng đẹp mắt này. Đó là pha lập công thứ hai của Lê Quốc Phương mùa này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bàn thắng của Lê Quốc Phương. Bóng đi vào góc khó. Ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Đông Á Thanh Hóa đã vượt lên với những đường chuyền dài cho Romario và sau đó đã thay đổi cục diện, tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn và cuối cùng cũng đã có được bàn thắng. Khá nguy hiểm. Một tình huống phá bóng mà suýt chút nữa đã trở thành một pha bóng đốt lưới nhà. Cơ hội đầu tiên dành cho câu lạc bộ Topelec Bình Định ở hiệp 2. Có vẻ như là trái bóng đã đi hết đường biên trước khi nó được đưa vào phía trong với nỗ lực của Đình Kha. Ramos. Phía trên là Hoàng Đình Tùng. Vẫn còn. Suýt chút nữa thì Hoàng Đình Tùng đã có được pha lập công thứ 5 trong mùa giải. Nhịp phối hợp của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trong tiếng vừa rồi là vô cùng hợp lý. Cú chạm bóng của Ramos là vừa đủ để loại bỏ Phạm Văn Nam. Pha đóng vào là của Đình Kha. Pha bóng lộn xộn, Hendrio. Sút bóng, cơ vào. Trong phạm vi hẹp nhưng các cầu thủ Topelec Bình Định vẫn có được tình huống dứt điểm về khung thành đối phương. Rất đông cầu thủ đã tham gia vào tình huống tranh chấp vừa rồi. Và trong khu vực 16m50 thì chân sút của đội áo trắng vẫn kịp thời tung ra được tình huống dứt điểm. Một pha bóng mà thủ môn Thanh Diệp của đội khách Đông Á Thanh Hóa đã chơi tốt. Topelec Bình Định vẫn không biết làm thế nào để có thể đẩy cao tốc độ. Pha đóng vào của Hồ Tấn Tài đánh đâu. Bóng đã chạm tay cầu thủ tấn công của Topelec Bình Định, đó có lẽ là Đình Kha. Một tình huống phối hợp và Hồ Tấn Tài đã đưa trái bóng vào phía trong khá tốt với quả tạt của mình. Ta sẽ cùng xem lại pha bóng vào của Đàm Tiến Dũng. Và sau đó bóng đã chạm tay của Đình Kha. Đình Kha chính là sự thay đổi người mà huấn luyện viên Đức Thắng đã thực hiện chỉ sau 22 phút của hiệp 1. Rất nguy hiểm. Cơ hội chỉ tới với câu lạc bộ Topelec Bình Định từ những tình huống cố định. Cách đây 2 vòng đấu, Topelec Bình Định đã san bằng tỷ số ở những phút đá bù giờ cuối cùng trên sân Hà Tĩnh. Và con đường ngắn nhất đến với khung thành của Thanh Diệp sẽ là những tình huống treo bóng vào khu vực 16m50. Henrio. Không được. Thủ môn của đội khách vẫn hoàn toàn làm chủ được tình thế. Nếu giành thắng lợi trong trận đấu ngày hôm nay, đây sẽ là trận thắng thứ 4 của Đông Á Thanh Hóa mùa này. Họ sẽ có 14 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 5. Pinto. Cơ hội dành cho Lê Văn Thành Long. Thêm một cơ hội nữa bị đội bóng áo vàng bỏ lỡ ở trong hiệp 2. Phạt góc là Bùi Văn Hiếu. Đánh đâu. Vẫn chỉ là sự tiếc nuối của các khán giả trên sân vận động Quy Nhơn. Đàm Tiến Dũng. Và Thanh Diệp nằm sân. Động thái
kéo dài thời gian. Hiệp 2 sẽ có 4 phút đá bù giờ. Và liệu Topalem Bình Định có được một bàn thắng ở những phút đá bù giờ này hay không? Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Kết quả 1-0 được duy trì cho Đông Á Thanh Hóa. Bàn thắng của Lê Quốc Phương mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng của huấn luyện viên Petrovic. Và họ sẽ tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.